bắt đầu sao ta, trời không biết nói về cái vấn đề này sao luôn mọi người. Tiên rất là ít khi nói về những cái vấn đề này ở trên YouTube, thường thường Tiên toàn sharing về beauty skincare thôi, nhưng mà hôm nay ngồi xuống nói về một cái vấn đề này thì thật sự là không biết là phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mà ok, bây giờ mình cái đầu tiên đi là cách nhận biết được một F-boy. Hello mọi người và chào mọi người đã quay lại với channel của Tiên. Và ngày hôm nay là một cái video highest request. Chưa bao giờ mà Tiên up một cái chủ đề nào mà các bạn hưởng ứng như cái chủ đề này. Cho nên là Tiên khá là surprise bởi các bạn rất là muốn quan tâm đến những cái chuyện này. Cho nên là ngày hôm nay Tiên sẽ ngồi xuống đây chia sẻ cho mọi người cách các bạn có thể nhận biết được một F-boy. Hoặc là có thể nói là F-boy là bad boy. Hoặc là Tiên đã từng trải qua một cái mối quan hệ như vậy chưa, và cảm nghĩ của Tiên như thế nào. Cũng như là Tiên có hỏi các bạn, Tiên có đặt ads ở trên Instagram thì cũng rất nhiều các bạn có hỏi Tiên. Và ngày hôm nay Tiên sẽ trả lời hết tất tần tật các concern, các câu hỏi, các vấn đề mà các bạn đặt ra cho Tiên về những cái mối quan hệ như thế này. Ok, let's get into the video, shall we? Bắt đầu sao ta, trời không biết nói về cái vấn đề này sao luôn mọi người. Tiên rất là ít khi nói về những cái vấn đề này ở trên YouTube, thường thường Tiên toàn sharing về beauty skincare thôi, nhưng mà hôm nay ngồi xuống nói về một cái vấn đề này thì thật sự là không biết là phải bắt đầu từ đâu. Nhưng mà ok, bây giờ mình cái đầu tiên đi là cách nhận biết được một F-boy. Đối với Tiên á, hồi xưa Tiên đã rất là gu vì tình yêu rất là nhiều lần rồi mọi người. Kiểu mình cứ bị tin vào một cái vấn đề gì đó quá nhiều, nhưng mà người ta đối với mình cũng chỉ là cho vui, kiểu nói chuyện cho chơi thôi, mà tại sao mình lại đi hơi xa chút. Mình tin cái điều đó quá mọi người, mặc dù những người ở bên ngoài đã nói là không có như vậy đâu rồi, nhưng mà mình vẫn ngu và mình tin. Đó là cái ok, thì cái cách nhận biết đầu tiên á, là những bạn đó là những bạn thật sự là rất là quan tâm tới mọi người. Nhưng mà đôi khi á, cái sự quan tâm đó sẽ làm bạn nghi ngờ. Có nghĩa là họ không mang lại cho bạn được một cái cảm giác an toàn. Họ sẽ luôn luôn là quan tâm mình, nhưng mà mình cứ cảm giác là quan tâm mình nhưng mà có thể là quan tâm 10 người khác nữa. Giống như vậy, nếu mọi người, hôm nay là một cái video sẽ liên quan rất là nhiều đến cái phim Nevertheless. Nếu mà mọi người nào chưa xem, Tiên recommend cái phim đó ở đây. Và ngày hôm nay thì Tiên sẽ trích một vài cái phân đoạn mà Jaehyun trong phim sẽ nói rất là nhiều với Nabi. Như thế nào đó thì Tiên đã bị y chang như vậy rồi. Cái thứ hai là Tiên thấy là khi các bạn nhắn tin á, mất rất là lâu để trả lời. Tiên không biết là đi đâu hay là bị cái gì, nhưng mà mỗi lần mà nhắn tin nhiều nha, thì ok, đang nhắn nhiều xong đùng cái im 2 ngày không trả lời. Ủa gì trong 2 ngày đó làm gì ta? I wonder. Tiên không, lúc đó Tiên suy nghĩ là mình nhắn như vậy rồi xong rồi cái tự nhiên đi đâu. Xong rồi cái lúc mà trả lời lại thì kiểu oh sorry, mới bữa nay anh bận, anh không có trả lời được hay là gì đó thì. Nhưng mà 24/7 thì mỗi lần mà Tiên đi chung thì khi nào Tiên cũng thấy cầm điện thoại. Ok, thì đó mọi người, đó là cái thứ hai là trả lời tin nhắn rất lâu. Cái thứ ba là không bao giờ đi chơi với mình vào ban ngày. Tại sao ta? Mọi người có một cái phân đoạn ở trong Nevertheless là Nabi nói là khi nào cũng gặp nhau vào buổi tối. Trời ơi, Tiên kiểu Oh my god, relate. Trời, giống như là kiểu đúng rồi, đâu có bao giờ gặp vào ban ngày, không biết tại sao hết. Nhưng mà những cái ban ngày là không bao giờ gặp nhau mọi người, chỉ có tối, mình dùng tối đi ăn. Ăn tối hoặc là buổi tối mới gặp nhau, mà gặp ở những cái chỗ mà không phải đông người nữa. Là Tiên, trong đầu Tiên kiểu kiểu tin lắm mọi người. Lúc đó kiểu Nabi với lại Jaehyun là còn khác. Tiên của Tiên là có bày tỏ tình cảm luôn, có nói là thương yêu luôn mọi người. Nhưng mà không quen được. Là sao ta? Có thể giải thích được không ạ? Thì lúc đó thì Tiên cũng kiểu thôi chắc cũng không có phù hợp để quen. Nhưng mà một thời gian Tiên nó kéo dài quá đó, nó làm cho Tiên kiểu cảm thấy như là thôi sao cũng được, Tiên hết quan tâm rồi, Tiên cả luôn mọi người. Ok, thích vậy thì vậy, tốt. Thì đó mọi người, tiếp theo là cái thứ tư là nghe rất nhiều người ngoài kể xấu về người này nhưng mà mình vẫn tin. Trời ơi, cái quân què gì.
như là kể xấu nha, xong rồi nói là ừ thằng này nó đi nói chuyện với con này nhiều lắm nè, con này vừa kể tao, thằng này là con này mê mệt lắm nè, nhỏ này mới vừa kể tao xong là dạo này đang nói chuyện với thằng này. Mà thằng đó là thằng cũng thằng đang nói chuyện với con này. Xong mình hỏi chứ tính tiền á là không có thể nào mà ngồi im được hết, không có thể nào mà kiểu thôi chắc người ta như vậy không, tiền là sẽ xong chuyện con này nàng nào, xong rồi sẽ xin lỗi, sẽ kiểu em muốn thì anh block nhỏ này đâu có lẽ gì với anh đâu, abcd sẽ chơi một cái đòn bẩy vô đầu mình, sẽ rất là manipulated, giống như là làm cho cái đầu của tiền nó sẽ suy nghĩ là người này sẽ hết lòng vì mình. Ngu dốt. Xong nước mắt cũng có, nói chung là nhiều lắm mọi người. Nói chung là Park Jae-yeon ở trong phim á, Tiên nghĩ là còn chưa đến cái level mà Tiên đã từng gặp ngày xưa. Tại vì đúng là không quen và cũng nhiều lúc mà cãi lộn á thì cũng rất là giống, có nghĩa là Tiên có thể nói là Tiên relate vô cái phim này tầm 95%. Đó là cuộc tình của Tiên như thế nào ngày xưa, là bây giờ nó y chang như vậy mọi người. Thật sự là nó có rất nhiều red flag rồi, nhưng mà Tiên vẫn không tin. Tiên vẫn đâm đầu vô như một con ngu ngốc. Sau đó tự chuốc lấy cho bản thân mình. Thì yeah mọi người, đúng là thời trẻ thì phải trải qua những cái như vậy mới biết trân trọng được những cái mối tình thật sự thương mình nó như thế nào. Kiểu không quen nhau, Tiên cũng vào rất là nhiều những cái mối tình như vậy rồi, nhưng mà những bạn bad boy, F-boy và những bạn như vậy sẽ không bao giờ nói về tương lai với các bạn cả. Và nếu mà có nói thì cũng sẽ rất là mơ hồ và rất là bay cao, như là đã nói là nói luôn tới happy ending, nhưng mà hiện tại thì cái mối quan hệ chưa có là cái gì hết, vẽ vời, bay xa, cao lương, mỹ vị, nói chung là ở đâu đó luôn mọi người. Mà sẽ làm cho bạn cảm thấy như là bạn là một người tuyệt vời, bạn là người number one, bạn chỉ có một mình bạn trong tim người đó, và bạn là một người xuất sắc, không có thể ai đẹp hơn bạn, không có ai xinh hơn bạn, không ai thông minh hơn bạn. Nói chung là khi mà các bạn, có nghĩa là nhiều người, người ta không có trong những mối quan hệ đó, người ta không thể nào hiểu được. Khi mà người ta phải bước vô những cái mối quan hệ như vậy, người ta trải nghiệm thì người ta mới hiểu được là tại sao lúc đó người ta ngu, người ta lố như vậy. Chứ thật ra nếu mà ở người ngoài thì nói sao mày ngu quá, mày nhìn nó là mày biết nó không tốt rồi, mày quen nó làm chi. Nhưng mà mày thử là tao coi thì mày có làm được không. Đơn giản vậy thôi. Tiên là một người khá là lý trí và khá là thông minh trong cách xử lý tình huống. Nhưng mà khi những gặp những tình huống như vậy thì tự nhiên cái nó bị ngu luôn mà. Thì đó mọi người, sẽ có những cái phân đoạn trong phim mọi người xem thì mọi người sẽ cảm thấy như là cái này chắc chỉ có trong phim nhưng mà không có đâu mọi người. Tiên chắc là experience hết. Những cái gì mà Jae-yeon làm á nó y chang như vậy luôn mọi người. Cho nên là rút ra một kinh nghiệm thì nếu mà có lỡ mà thích hoặc là yêu một F-boy thì nhớ lựa ai cho chứ mà F-boy mà còn không đẹp nữa thì su. Bây giờ thì Tiên sẽ trả lời những cái câu hỏi mà mọi người đặt ra cho Tiên ở trên Instagram nha. Rất nhiều mọi người ơi, phải thật sự là cái chủ đề này Tiên không hiểu tại sao nhưng mà các bạn có vẻ rất là hứng thú. Em thừa biết là một bad boy mà em không dứt ra được, nó cuốn thật sự á chị. Trời ơi, mê chị ơi, kéo dài, chính xác. Lú mà mọi người, bị lú mà. Lú thì ai cũng sẽ vậy thôi. Cho nên là đã lỡ rồi thì thôi, chịu thôi. Còn nếu mà dứt ra được thì chúc mừng. Nói chung là đến cái một cái mức độ nào đó các bạn phải dứt ra được à. Chứ không thể nào mà cứ như vậy cả cuộc đời đâu, yên tâm. Tuổi trẻ còn sẽ nhiều cái thứ hơn nữa, mọi người yên tâm. Người ta cứ kiểu thôi đừng quen anh tệ lắm, anh không tốt. What the hell? Đó, trong những biggest sign luôn, một cái nhiều người nói từ xưa giờ, em you deserve better, em tốt, em nhiều người sẽ tốt hơn anh. Anh không xứng đáng để được quen em. Ủa là sao má? Quen thì quen đi, không xứng đáng quen em là sao? Quen thì quen thôi chứ. Mình đã nói là mình ok, mình thích, mình ok rồi thì thôi. Không xứng đáng, em là một người quá tốt. Em nói nãy kia không muốn quen thì nói đại đi, trời ơi. Nếu mà muốn thì sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì tìm lý do. Đó là cái câu mà Sam hay nói với Tiên, mà Tiên cảm thấy như nó rất là đúng. Chị ơi, liệu khi mối quan hệ đi quá xa thì mình có thoát ra được không chị? Phải nói là cái mối quan hệ, những mối quan hệ như vậy của chị nó đi rất xa mọi người, nó đi
xa tức tấp mù khơi ở đâu đó luôn. Và chị nghĩ là chị sẽ không bao giờ thoát ra được, cho đến một ngày chị nhận ra được cái value của bản thân mình, cái lựa chọn mình. Nói chung là mình sẽ deserve những cái thứ mà tốt nhất. Cho nên là tại sao mình phải đâm đầu vô những người như vậy. Cho nên là tới những lúc đó chị tự ngộ nhận ra và chị cảm thấy như là mình chỉ nên yêu bản thân mình, và ai mà thật sự yêu mình, người ta sẽ hết lòng vì mình. Còn những cái người như vậy thì người ta chỉ như vậy thôi. Thôi, thì lúc đó chị sẽ tự nhận ra và chị cảm thấy như là ok, bye bye. I don't need you anymore, bye. Câu này cũng rất là hay. Điều lãng mạn mà Bad Boy từng làm khiến chị đổ ngất nhiều lắm em. Bây giờ chị kể không thể nào chị kể hết. Chị tin là một đêm, một ngày, một cái đêm hôm đó em chỉ cần đi ăn buổi tối với bạn đó thôi là em đổ ngay lập tức 100%. Cái cách mà người ta quan tâm nha, người ta gấp đồ ăn, người ta mở cửa xe, người ta cắt đồ ăn cho bạn, người ta đặt hết tất cả các lịch từ một buổi ăn đến buổi đi uống với tất cả mọi thứ là nó được set up hoàn hảo. Coi như là chị không cần phải, nói chung chị không biết là mình đi đâu và mình sẽ ăn gì và mình sẽ đi đâu hết cả, và người ta set up hết từ A tới Z cho mình. Và người ta cũng đưa mình về tận nơi, nói chung là chu đáo một cách kinh khủng khiếp mà mọi người không thể tưởng tượng được, không thể biết được luôn là người ta tốt hay người ta không tốt với mình luôn. Đó mọi người, nói chung là Patreon như thế nào thì y chang như vậy mọi người, y chang như vậy. Tuổi trẻ. Ok, còn gì nữa không ta? Bây giờ trả lời cũng nhiều rồi đó. Mọi người, nếu mà chưa xem phim Nevertheless thì xem thử. Tiên nghe giống như Tiên đang quảng cáo quá, nhưng mà thật sự là nó rất là relate tới Tiên. Như là Tiên, khi mà Tiên xem thì Tiên cảm thấy như là oh my god, tuổi trẻ ùa về, những cái ngày tháng năm mình ngu si vì tình yêu nó ùa về y chang Nabi. Mình cảm thấy như mình rất là một bạn trẻ rất là good girl, xong rồi đi gặp những người như vậy. Mong sao mọi người Tiên đã trưởng thành và đã vượt qua được. Thì Tiên mong nếu mà các bạn nào đang trong những cái mối quan hệ mập mờ như vậy, nếu mà các bạn thích thì cứ thoải mái, cứ chơi đùa, cứ thoải mái đi. Còn trẻ mà, còn những bạn nào mà sợ thì Tiên mong các bạn hãy rút ra sớm nhất có thể, để khi mà các bạn đừng quá nhúng sâu vô đó thì các bạn sẽ rất rất là tổn thương. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết cái video ngày hôm nay, khi Tiên nói về bôi những cái dấu hiệu nhận biết và những cái experience của Tiên về những bạn như thế này. Và cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ subscribe YouTube của Tiên, like Instagram, cũng như là hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.